Em chào anh chị nha. Hôm nay bên em về một số mặt hàng kích sạc năng lượng mặt trời. Đây trước tiên là dòng sạc ạ. Sạc em có hai mẫu này chính là sạc 30A solar này. Hàng này hàng xịn sò nhá. Tấm này cái sạc này dùng cho những tấm pin từ 30W đến 200W nha. Hệ 12V nhá các bác nhá. Hệ 12V. Sạc này sạc rẻ tiền này. Sạc này rẻ tiền hơn loại kia mà vẫn sạc vẫn chất lượng tốt. Tấm này cũng thế, sạc này cũng thế, dùng cho tấm pin từ công suất từ 30W đến 200W. Sạc 30A nhá, hai loại sạc 30A. Đây là sạc năng lượng, đây là kích. Kích này kích là kích nhớ đây kích nhỏ nhất, em cho bác xem kích nhỏ nhất trước tiên. Cái này kích 60W này. Kích này kích từ điện 12V từ bình nhé, từ bình ắc quy đấy, kia từ 12V đến 220V. Kích này sạc để sạc điện thoại này, là máy nghe nhạc 13 này, loa nghe nhạc này, laptop này, với cả thắp sáng nha. Đấy, kích này thì sẵn có hàng luôn, có luôn kẹp tiện lắm này. Tiếp theo là kích 220W. Kích này công suất lớn hơn cho các bác có thể dùng chạy quạt nhá, ngoài thắp sáng sạc điện thoại ra chạy quạt này, một số thiết bị dưới 200W. Tiếp theo là dòng kích 500W solar chính hãng nha. Em này hay chuyên solar. Cái dòng solar này hàng xịn, nói chung là hàng xịn xóa luôn của bên Trung Quốc ấy. Chung là so các loại kích khác, kích solar vẫn là vẫn top đầu luôn trong loại kích 500W 220 từ 12V đến 230V. Đấy, bật tắt đây. Kích này các bác dùng có thể các loại thiết bị dưới 300W nha, thì nên dùng dưới 300W thôi. Về công suất nó là xin vuông, sóng xin vuông không phải xin chuẩn nha. Em tiếp theo có kích 1200 ạ. Đây. 1200. Con này có chống ngược cực đây, có hai cầu chì đây. Đây hai cầu chì đây ạ, chống ngược cực. Dòng này xịn luôn, có cả sạc đấy đây, sạc điện thoại đây. Đó. Tất cả các kích đi thì sẽ kèm theo dây nhá, dây kẹp nhá. Và thông số nhá, một số giấy tờ liên quan nhá. Đó. Tiếp theo là em sẽ đến cái dòng cho các bác xem dòng kích xịn xin chuẩn solar, cũng hàng solar này. Loại 12V. Đấy. Kích này đủ công suất luôn, công suất cực đại lên 2000W này. Đủ công suất 1000 nhá. Các bác có thể chạy máy bơm được này, nồi cơm điện này. Máy thiết bị ra chạy máy bơm nồi cơm điện. Em khuyến cáo cho em dùng dưới 700W này nhá. Vì dùng quá nó sẽ nhanh hỏng kích mà có thể là hỏng con sò sẽ yếu đi. Thứ hai là kích cũng 1000W solar nhưng dòng này cái dòng đời cũ hơn nhưng mà rất chỉ hầm hố luôn. Đây con này hầm hố hơn con trước, nó thiết kế thêm màn hình này, màn hình hiển thị này, có thêm cả sạc điện thoại đây, sạc điện thoại 2.1A 1.2A này, nút bật tắt đây này. Đó, xin chuẩn nhá, chính hãng luôn. Đó, các bác cần các mặt hàng gì liên hệ em nhá, số điện thoại 0327147541 nha, hoặc Zalo 0352739225. Đây này, cái này có thiết kế đây, cả cái sạc, đây sạc điện thoại các bác này. Solar chính hãng. Các mặt hàng kích sạc nhá. Ngoài ra còn có các tấm pin đấy. À, tấm pin công suất từ nhỏ đến to có hết. Đây tấm 50 do vận chuyển bị vỡ này. Này tấm này tấm 400 này. Đó. Có những công suất pin tấm pin công suất từ 30 đến cao nhất là 525 bên em có sẵn nhá. Các bác cần gì thì lấy ủng hộ nhá. Đây cả đèn pha năng lượng. Đây cả đèn pha năng lượng đây. Đèn pha 500W. Vỏ nhôm. Đây em cho các bác xem này. Đấy. Vỏ nhôm nhá. Đèn bao đủ công suất luôn. Ngoài đèn pha năng lượng có cả các đèn đường USO này. Đèn đường ấy đây. 500W. Con này đèn USO rồi dạng đèn hành tinh ấy. Đèn bàn chải. Đèn bàn chải này, 400W. Đó. Đèn bàn chải nha, các bác cầm hàng gì có cái tối tự động sáng, sáng tự tắt nha. Đấy, sáng lắm. Trời ơi, sáng lắm ấy. Đó. Đèn này nữa. Đấy, các bác cần thì em nhá. 0327147541. 0352739225. Rồi cảm ơn các bác đã xem.